Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Lưu ý khi dùng đông dược. Thưa quý vị và các bạn, trang y học bốn phương mới đây đưa ra một số lưu ý khi dùng đông dược. Sắc thuốc, khi sắc cần cho thuốc vào trước rồi sau đó cho nước vào ngập thuốc, ngâm khoảng một tiếng nên dùng nước lạnh để nước ngấm vào thuốc mới có thể sắc kiệt ra được những hoạt chất. Sau khi sắc xong, nên để lại một bát nhỏ khoảng 200 tới 300 ml thuốc là vừa. Sắc thuốc bổ cần đun lửa nhỏ để thuốc chịu nhiệt từ từ thì các hoạt chất mới dễ được sắc ra. Sau khi đun sôi nước, cần đun nhỏ lửa tiếp khoảng từ 30 tới 45 phút, tắt lửa xong để ủ từ 5 tới 10 phút rồi mới chắt nước uống. Nếu dùng lửa to đun sôi, thuốc dễ trào ra ngoài gây lãng phí và các hoạt chất cũng có thể bị phân hủy làm giảm tác dụng của thuốc. Những loại thuốc bổ như nhân sâm, linh chi thì nên dùng cách hãm uống như uống trà, đông trùng hạ thảo, tam thất, kỳ tử, đảng sâm, đương quy nên nấu cùng thực phẩm bổ như chim cút, chim sẻ, gà ác, chim câu. Lượng thuốc sắc mỗi thang đủ uống trong một ngày, không nên sắc nhiều để qua ngày hôm sau vì hóa chất của thuốc biến mất làm giảm hiệu quả, có thể gây đau bụng tiêu chảy. Nếu dùng nồi đất để đun sắc, không nên sử dụng đồ kim loại, có thể dùng nồi men sứ. Uống thuốc, thông thường mỗi thang thuốc nên uống vào 3 buổi trong ngày, thời gian uống thuốc tốt nhất là vào lúc nửa đói nửa no, giữa buổi sáng và buổi chiều và tối trước khi đi ngủ, trước và sau khi uống thuốc nửa giờ không nên ăn uống gì. Những món ăn cần kiêng ngoài các món cụ thể đối với từng bệnh nên kiêng chất chua, đậu xanh, giá sống, rau muống. Không nên uống thuốc với đường sữa, nếu cho thêm đường vào, các vị đắng cay của thuốc sẽ bị khống chế làm mất tác dụng. Ngoài ra đường sẽ làm giảm tác dụng của tính hàn, mát Hạ thấp hiệu quả điều trị đi nhiều lần. Còn nếu thuốc đông y hòa với sữa dễ dẫn đến hiện tượng kết tủa, vừa mất tác dụng điều trị của thuốc lại vừa khó tiêu. Với thuốc bổ cần chú ý vấn đề kiêng kỵ, ví dụ như khi uống nhân sâm nên kiêng ăn củ cải và uống nước chè, tránh ăn các loại hải sản tươi sống vốn có nhiều histamin dễ dẫn đến những phản ứng dị ứng. Thuốc bổ nên uống nóng, không nên uống lạnh. Cứ uống sáng cần uống lúc đói bụng, nửa giờ sau mới ăn sáng để thuốc dễ hấp thụ. Tối uống sau bữa ăn 2 giờ, còn buổi trưa uống từ 0,5 tới 1 giờ trước khi ăn. xử trí sự cố, chuyển thuốc. Sau khi uống thuốc một vài giờ, thấy chân tay run rẩy hoặc toát mồ hôi hoặc đau mỏi toàn thân là phản ứng tự nhiên với thuốc của một cơ thể đang có bệnh. Khi thấy những hiện tượng như thế, cần bình tĩnh nghỉ ngơi vài giờ. Nếu không thấy diễn biến xấu hơn, chứng tỏ cơ thể đã thích hợp với thuốc vừa uống nôn mửa do người đang yếu mà thuốc thì quá mạnh hoặc quá đắng nên uống vào hay bị nôn ra chỉ cần nhai một miếng gừng nếu là trẻ nhỏ hoặc người yếu răng thì giã gừng dập nát chế vào một mũng nước vắt lấy nước cốt cho uống sôi bụng do không nhận định đúng bệnh trước khi dùng thuốc uống lầm phải thuốc mát vài giờ sau thấy bụng sôi lục bục hoặc đau lâm dâm nếu vậy chỉ cần nướng một mẩu gừng cho ăn là khỏi số loạn tiêu hóa cũng tương tự như trường hợp trên, do thuốc mát quá thì vị lạnh yếu không chịu nổi. Sự cố này cũng khắc phục như trên, cho thêm từ 3 tới 5 lát gừng vào nước sắc. Để cầm tiêu chảy kịp thời, chỉ cần nhai một nắm húp ổi hoặc búp sim, búp chè với vài lát gừng sẽ vô sự. Nước ngọt không đường gây tăng cân, suy giảm trí nhớ và đột quỵ. Các bác sĩ và nhà khoa học Mỹ mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng đồ uống ăn kiêng, ngay cả đồ uống không đường cũng làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường tuyếp 2, suy giảm trí nhớ và đột quỵ ở người trưởng thành, đặc biệt cao hơn và nguy hiểm hơn ở trẻ em do có thể hình thành thói quen sử dụng loại đồ uống này suốt cuộc đời. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồ uống ăn kiêng thường được lựa chọn để thay thế các loại đồ uống có đường khác. Tuy nhiên, việc làm này cũng gây ra những nguy hiểm cho sức khỏe bởi các chất làm ngọt có hàm lượng calo thấp trong những loại đồ uống ăn kiêng ẩn chứa những tác dụng có hại tiềm tàng. Do đó điều cần thiết phải làm ngay bây giờ là giảm tránh tiêu thụ quá mức các loại đồ uống này nhằm kiểm soát sự gia tăng bệnh tật không lây nhiễm nguy hiểm, đặc biệt khi loại đồ uống này đang dần trở nên phổ biến và thay thế các loại đồ uống có lợi như sữa hay nước trái cây. Vì vậy, thay vì sử dụng đồ uống ăn kiêng, hãy sử dụng các loại đồ uống lành mạnh khác như sữa ít béo và không béo hay nước trái cây. Quý vị và các bạn thân mến, tùng tấm trị bệnh sẽ là chủ đề chính mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau